đó trời đổ mưa rào trận mưa rào đầu tiên người ta gọi trận mưa rửa bùn dân câu chúng tôi gọi là trận mưa tiền đêm nay sẽ bắt đầu từ lúc nửa đêm cá từ giữa hồ sẽ lo thẳng vào bờ vật đẻ dưới các vùng bèo cho chúng tôi chuẩn bị sẵn trong các đám rong đuôi chó cây niệm cây sậy nước mọc gần bờ bằng cá vật đẻ từ nửa đêm cho đến rạng sáng chúng hoàn tất vụ sinh đẻ đầu tiên trong năm hôm bảy giờ tối tôi đang dùng đá mài chuốt lại mấy bộ lưỡi câu tuân nguyễn đột ngột dắt xe bước vào cậu ta lấy trong túi sách ra một bao thuốc điện biên và một gói trà thanh hương cậu pha trà đi đêm nay mình sẽ tra tấn cậu đây mình đọc cho cậu nghe hai chương đầu cuốn tiểu thuyết vừa chép sạch xong tôi suýt bụt miệng hay cậu đợi đến đêm mai có được không nhưng kịp ngừng lại tôi cũng đã từng viết văn tôi biết rõ cái tâm trạng háo hức hồi hộp của người viết khi quyết định đọc những trang viết đầu tay cho bạn mình nghe đó là mối tình đầu của chàng trai mới lớn tôi không muốn bạn mình cụt hứng nhưng tôi thầm nghĩ tại sao hắn lại chọn đúng cái đêm nay mà đọc văn cơ chứ với dân câu chúng tôi mỗi năm chỉ có một vài đêm như đêm nay tôi đang hy vọng sẽ kiếm được một yến cá chép năm ngoái cũng đúng vào thời điểm này tôi kiếm được hơn mười sáu cân cá và một con rắn cặm nong lớn đi ăn trứng cá tôi bán tất mang tiền về cho vợ vợ tôi mừng ứa nước mắt với tôi những đêm như đêm nay mọi chuyện văn chương thơ phú chẳng có ý nghĩa gì hết so với một yến cá chép tôi đành xếp dọn đồ nghệ câu nấu nước phai trà tuân rút tập bản thảo lật từng trang bên ngọn đèn dầu tù mù vẻ mặt căng thẳng tên tác phẩm một người mơ mộng nhân vật chính là Lê Tuấn. Chương 1, dài 24 trang. Chương 2, dài 26 trang. Tuấn khẽ khàng giới thiệu. Cậu ta háng giọng đọc chậm rãi, gió từng dấu chấm phẩy. Chốc chúc lại bỏ kính trắng xuống đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi. Mình viết thế có được không? Tôi làm bộ chăm chú nghe, nhưng tâm trí để hết ngoài bảo hộ. Chỉ cách cái túp của tôi một vườn quất của anh cả tự hàng xóm. Cá ngoài hồ chở mình mỗi lúc một căng Chúng đang từ giữa hồ lao vào bờ Những nàng chép cái Mỗi nàng nặng cỡ hai ba ký Bụng chữa vượt mặt Rất theo cả chục chàng chép được Rốn cương sẻ Tinh trùng của cá Cá cái vật đẻ phun trứng vào rễ bèo Và những lùm rong đuôi chó Vào gốc các bụi cây niệng Cây sậy Mọc chìm dưới nước Cá cái phun trứng đến đâu Cá được xô nhau Tưới sẻ lên trứng Chúng hoàn toàn đắm mình trong cuộc giao hoan, không còn biết trời đất là gì. Chúng tôi chỉ việc thả lưỡi câu trùm xuống, nhấc ngang nhấc dọc, kéo cổ chúng lên khỏi mặt nước. Để tranh thủ thời gian, ra được con nào chúng tôi vứt luôn chúng xuống giữa các rãnh cây, nắn vội lại bộ lưỡi câu trùm, thả xuống giật tiếp. Ít có một giống vật nào say mê tình dục như bọn chép đực. Nằm phơi mình trên mặt đất chờ chết, chúng vẫn dễ đành đạch, tiếp tục phun xẻ đọng thành những vũng trắng loang lổ màu sữa. Nhưng chỉ một lát sau, những trang viết của Tuân bắt đầu cuốn hút tôi, làm tôi quên phứt bọn cá vật đẻ. Và cái sướng run người cứ nhấc cái cần câu nặng trĩu ngọn cần, chúi xuống nước vì bị một anh chép cỡ một hai ký lôi kéo sợi dây câu. Cố sức vùng vẫy thoát khỏi những lưỡi câu có ngạnh sắc như gươm báu, cắm phập vào da thịt. Đồng thời với cái sướng của bạn năng giết chóc, săn bắn nằm sẵn trong máu của con người có từ thời nguyên thủy là cái sướng ước lượng tức khắc số tiền mà các anh chàng cô nàng sẽ mang lại sáng hôm sau khi đặt các chàng nàng lên bàn cân mấy bà buôn cá và tiếp đó là ánh mắt rạng rỡ của con gái được bố cho tiền ăn quả sáng và nụ cười sắp chết đuối với được cọc của vợ lương tháng giáo viên đã tiêu đến đồng cuối cùng và ngày mai đến kỳ đong gạo sổ mà chưa biết vay ai tôi ngồi hai cánh tay bó gối nghe tuân đọc văn mỗi lúc một trăm chú hơn không hiểu sao tự nhiên tôi ứa nước mắt những trang văn thấm đượm chất thơ của tuân làm sống dậy trong tôi niềm mơ ước được trở thành nhà văn mà cuộc sống nghiệt ngã đã chôn vùi từ lâu tôi đã đọc xong hai chương hai chương đầu cuốn tiểu thuyết đậm màu sắc tự truyện tôi vẫn ngồi bó gối không nhúc nhích tôi muốn nói một điều gì mà cổ tự nhiên nghẹn tắc từ đáy lòng tôi dâng lên một nỗi buồn kinh khiếp. Đó là nỗi buồn khi đọc một nhà văn đồng thời và tự phát hiện mình không bao giờ viết nổi những trang viết như anh ta. Buồn vì tụi thân và cả vì đố kỵ. Tôi đâm giận thân, giận đời. Tôi nghĩ nếu hoàn cảnh không xô đẩy mình đến cảnh huống cùng quẫn như hiện nay thì có lẽ mình cũng đã viết được một cái gì có thể không bằng cũng xiết sát được như một người mơ mộng. 20 tuổi, mình đã viết được vượt côn đảo kia mà. Để khỏi phải nói ra với Tuân những đau đớn, dằn vặt vụt nổi lên trong lòng như một cơn lốc hổ tây. Tôi đứng lên đi xuống bếp. Chắc cậu đói rồi, mình nấu nồi cháo, cá, đãi cậu. Mình còn con cá chép hơn nửa ký, đang rộng dưới cầu ao. Vừa nhóm bếp, tôi vừa nói vọng lên. Còn tiểu thuyết thì mình muốn nghe thêm vài chương nữa mình sẽ để hẳn một buổi để thảo luận với cậu thế mà không ngờ đó là hai chương tiểu thuyết đầu tiên mà cũng là cuối cùng tác phẩm mộng tưởng của cả đời tôn nguyễn mà tôi được nghe cho đến tận khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn không nguôi hối tiếc tại sao hôm đó tôi không mượn và chép giữ lại hai chương tiểu thuyết đó được vậy thì độc giả hôm nay ngoài thơ ra có thể thưởng thức văn xuôi của Tôn Nguyễn. Và tôi tin rằng độc giả sẽ bị thuyết phục vì văn xuôi của Tuân được tôi rèn kỹ lưỡng trong lò văn Dostoevsky. Nhưng, nói như người xưa, có ai học được chữ ngờ? Ngày 21 tháng 10 năm 1964, Tuân Nguyễn bị bắt. Và sau đó là thời gian đi tù 9 năm 7 tháng. Tôi còn nhớ rõ được như vậy vì lúc Tuân bị bắt, con gái tôi được tuân chu cấp sữa hàng tháng mới chưa đầy 2 tuổi. Lúc tuân được thả về, cháu đã học hết cấp 1. Tội danh của tuân và vì sao tuân bị bắt, ngày đó tôi không được biết tường tận cho lắm. Tôi chỉ biết tuân Nguyễn bị bắt vào buổi sáng, thì buổi chiều tôi lò dò đến 20 phố Tràng Tiền. Hôm đó tôi cạn túi định ghé vô ăn trực tuân một suất cơm tập thể. Tôi đang loay hoay tìm chỗ dựng xe đạp trước cửa nhà ăn thì nhà thơ Trần Nguyên Vấn cũng là dân Huế và cùng làm cơ quan với Tuân từ bên trong nhà ăn sải bước chân ra Về mặt thất sắc, hớt hại. Vấn đến sát bên tôi, ghé sát tai thì thầm. Quán về ngay đi, Tôn Nguyễn vừa bị bắt sáng nay. Tôi lấy nỗi khiếp hãi của Vấn nhảy phóc lên xe đạp, phóng như điên về nghỉ tạm. Tôi chuyện choạng dựa xe vào phên liếp, hai chân bỗng như bị đốn. Tôi nằm dài ra nền nhà, mặt úp xuống đất, khóc nấc lên, một nỗi đau đớn không tên, quặn thắt trong tim tôi. Tôi còn lưu giữ trong ký ức một chuyện khá tức cười về Tôn Nguyễn, trước khi chúng tôi gặp lại nhau sau gần 10 năm. Một buổi chiều thu Tây Hồ, trời xe lạnh. Đó là mùa câu cá giếc bằng run đỏ. Thôn Nghi Tạm vàng một mẫu hoa cúc. Tuân đạp xe về Nghi Tạm thăm tôi. Tôi hỏi, có mang theo chương mới nào của một người mơ mộng không đấy? Tuấn lắc đầu. Mình tạm gác tiểu thuyết lại để dịch một chuyện vừa tuyệt hay của Solzhenitsyn mới đăng trên Le Nouvelle de Moscou. Tuấn Nguyễn tóm tắt cho tôi nghe xin là ai. Tôi dắt Tuấn đi loanh quanh trong xóm xem hoa. Lúc sắp ra về, Tuấn chợt hỏi tôi, giọng hơi ngập ngừng. Cậu có đồng tiền vàng không? cho mình một đồng. Tôi ngạc nhiên, đồng tiền vàng, cậu làm như mình là tay sưu tập tiền cổ không bằng? Tôn đỏ mặt. Không phải, nó là cái ấy mà. Tôi chợt hiểu ra, bật cười, cái ấy là cái bao cao su của tiệp khắc sản xuất. Mỗi cái được đựng trong cái hộp nhỏ, tròn và dẹt, in hình đồng tiền vàng cổ trên giấy kim. Ngày đó, đồng tiền vàng là loại hàng cung cấp đặc biệt muốn mua nó phải có giấy của công đoàn cơ quan hoặc của tri hội phụ nữ sở tại chứng nhận người mua đã có vợ mua để dùng cho sự sinh đẻ có kế hoạch nơi bán là các cửa hàng dược phẩm quốc doanh số lượng mua cũng rất hạn chế để tránh nạn đầu cơ tích chữ trẻ con thỉnh thoảng nhặt được một hai chiếc của người lớn dùng rồi vứt đi thì lấy làm thích thú lắm chúng thổi to lên làm bong bóng bay tôi hỏi tuân nhưng cậu cần đồng tiền vàng làm gì Chắc có đối tượng nào cậu định tòm tem hả? Tôn Càng đỏ mặt tận. Ở cơ quan, mình nghe tụ nó thì thào hỏi xin nhau đồng tiền vàng. Mình không biết hình thù nó thế nào, muốn xem cho biết. Để miêu tả khi cần đến, trong văn xuôi chẳng hạn. Tôi nói, rất tiếc mình lại không có. Mình có thuộc biên chế cơ quan nào đâu mà được công đoàn giới thiệu cho mua. Thế trong chuyện sinh hoạt vợ chồng cậu giải quyết thế nào? Thú thật với cậu, tôi nói, Tính mình vốn không ưa khoa học kỹ thuật can thiệp vào chuyện tế nhị đó. Thứ nữa, mình là loại đêm bảy ngày ba vô gia không kể. Đồng tiền vàng đâu mà xài cho xuể. Nhưng mình biết ở cơ quan cậu có thằng hắt lúc nào trong túi cũng có đồng tiền vàng. Cậu cứ hỏi xin hắn, thế nào cũng có. Một sự rủi ro đầy tính chất bi hại mà hình như số phận đặc biệt dành cho loại người như Tuân Nguyễn. Sáng ngày 21 tháng 10 năm 1964, trước giờ làm việc tôn nguyễn gặp h ở cổng cơ quan tuân rất ngạc nhiên h vốn là tay đại nghệ sĩ thường xuyên đi muộn về sớm thường xuyên bị thủ trưởng phê bình sao bữa nay lại chăm chỉ thế không biết có lẽ hôm nay trời đi vắng về sau này mỗi lần hồi tưởng lại sự việc ngày hôm đó tuân không sao quên được chi tiết này tuân kết luận cuộc đời mỗi người là một kịch bản phim truyện đã được số phận đạo diễn phân cảnh h phải xuất hiện đúng lúc đó để tăng thêm chất bi hại của chuyện phim sau một phút ấp úng tôn hỏi xin hát một đồng tiền vàng sao cậu biết là tớ quá sẵn của gia bảo ấy hát cười hỏi phùng quá nó bảo thế hát không thôi cười nói thằng ấy tớ cứ tưởng chỉ nắm vững lý lịch thụi cáo mú hồ tây không ngờ với bạn hữu hắn cũng nắm vững gớm hôm nào gặp hắn cậu nhắn hộ Chỉ khó lên tới chơi tớ sẽ tặng một cái áo bông của bộ đội biên phòng Thả hồ chống trọi với xương gió hồ tê. Hát rút cái ví ở túi sau quần. Mở ra lấy một đồng tiền vàng mới toe đưa cho Tuân. Trước khi dùng, cậu nhớ KT cẩn thận. Hát dặn, không lỡ nó thủng thì bỏ mẹ. KT là kiểm tra. Tuân đỏ mặt nói, mình chỉ muốn xem cho biết thôi. Hát nói, 30 tuổi đầu mà chưa biết mặt mũi đồng tiền vàng như thế nào thì cậu là thằng hâm. Thời buổi này, Romeo Juliet nếu không ở trong biên chế, không có công đoàn cơ sở giới thiệu, thì cũng phải lùng mua đồng tiền vàng theo giá chợ đen. Cậu phải bơn bớt sách vở, thêm chất sống xít của cuộc đời thường vào, mới hy vọng, mới tay đến đốt được. Tuân đút vội đồng tiền vàng vào túi áo, cài cúc cẩn thận, định bụng, đợi đến tối, đóng chặt cửa buồng lại, mới mở ra xem mặt mũi nó. Không ngờ. Sau lệnh bắt, người ta yêu cầu Tuân bỏ hết đồ đạc, mang theo cho người kể cả kính cận để lập biên bản. Về sau này Tuấn kể lại cho tôi nghe giây phút nhớ đời đó. Như cái máy, mình móc hết túi áo túi quần, bỏ đồ đạc lên mặt bàn. Nhưng khi bỏ cái đồng tiền vàng lên mặt bàn, mình bỗng tỉnh trí lại. Chính nỗi hổ thẹn đã làm cho mình tỉnh trí. Tuấn Nguyễn vốn tinh tế, cậu ta cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Cậu ta mấp máy môi định thanh minh, nhưng kìm lại được một chi tiết khó tin trong tác phẩm kỷ niệm ngôi nhà những người chết của Dostoevsky vụt hiện ra trong ký ức mình có một người tử tù sắp sửa phải thụ hình y bị trói vào cọc hành hình cổ vươn ra chuẩn bị đón lưỡi dao bén ngọt của đao phủ y chợt ngoảnh lại run dậy nói với đao phủ trên gái tôi có cái nhọt đang mưng mủ ông làm ơn đừng chém vào chỗ cái nhọt rất nhiều năm sau tuân kể lại với tôi chuyện này rồi trầm ngâm rất đúng với hoàn cảnh mình lúc đó, sắp sửa phải đi tù, chưa biết bao nhiêu năm, thế mà mình lại không cảm thấy đau khổ bằng sự việc trong túi có đồng tiền vàng. Và cũng nhờ sự kiện đồng tiền vàng mà mình có dịp kiểm chứng thêm tài năng vô song của Dostoevsky. Chỉ với một chi tiết, cái nhọt đang mưng mụ trên gái người tử tù, Dostoevsky đã soi dọa cho chúng ta thấy vực thẳm vô tận, đầy bí ẩn và kỳ dị trong tâm thức con người. Một buổi vào giữa trưa, tôi đang ngồi đun bếp, thì cửa liếp dịch mở. Tôi ngẩng lên, ngồi lặng đi một lúc khá lâu. Tôi bật gọi, cổ nghẹn tắc. Trời, Tuân! Phải, người đang đứng trước mặt tôi là Tuân Nguyễn, da mặt vàng úa và hơi phù nề. Cặp kính cận vàng đồng dị xanh và hai gọng được thay bằng hai vòng dây gai xe. Cái miệng vẫn rộng, nhưng không còn tươi nữa. Cặp môi nhuột nhạt, vì thiếu máu. Như bừng tỉnh, tôi loạn trọng đứng dậy và hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau lúc nào không biết. Phút chốc, hai gương mặt rãi dầu, bầm dập, khổ nạn trần gian, đẫm lệ. Tôi thì thầm qua nước mắt. Thế mà đã gần 10 năm rồi, 10 năm tốt đẹp nhất của một đời người. Tuân cười buồn. Chắc cậu không tin mình còn có ngày trở về. Cậu gầy yếu quá, người có sách vở, của mộng mơ, Cậu đâu được chuẩn bị để nhận một đòn chí mạng như vậy. Tuân ngồi xuống cạnh bếp lửa, hơ hơ hai bàn tay gầy guộc nói. Sức thích nghi vô tận cũng là một điều bí ẩn của con người cậu ạ. À. Thôi thổi cơm, rán cá, nấu canh chua, hai đứa ngồi ăn ngay bên bếp. Mỹ cho cùng, không có cái rủi nào lại không chứa sẵn ít nhiều cái may, Tuân nói. Có lẽ nhờ vậy mà con người mới có thể tồn tại trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Cậu thử nói cái may cậu tìm thấy trong 10 năm qua xem nào. Tôi hỏi. Trước hết, mình có dịp suy ngẫm thêm về cuốn tiểu thuyết mình định viết. Vì đã viết được hai chương đầu như cậu biết. Thực tế 10 năm đã chỉ cho mình thấy nội dung cuốn tiểu thuyết của mình quá hiền lành, quá nông cạn. Theo mình, nếu không có 10 năm lưu đày ở Siberia, tài năng của Dostoevsky không đạt đến độ viên mãn như vậy. Mình tên, nếu viết lại, cuốn tiểu thuyết của mình sẽ hay hơn, sâu sắc hơn rất nhiều. Nó sẽ là kỷ niệm ngôi nhà những người chết của mình. Hai nữa, nhờ 10 năm qua nên mình đã tự học được tiếng Nga. Bây giờ, mình có thể đọc được Dostoevsky từ nguyên bản. Nhưng điều may mắn này mới là quan trọng hơn cả. Trong 10 năm qua, mình đã sống giữa những con người vô cùng phong phú và phức tạp. Chất liệu sống vàng dòng cho các nhà văn. Mình chỉ đơn cử với cậu một người. Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự Người lại bảo mắc tội chính trị Nhưng cả hai tội Mình đều thấy khó tin Anh ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc sát nhân Và cũng không có phong độ của người làm chính trị Bộ dạng anh ta ngu ngơ Giờ dại giờ khùng Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi dẻo, Do một trận lũ cuốn từ một xóa rừng nào về Trôi ngang qua trại Bị vướng vào hàng rào của trại Giờ mắc kẹt luôn ở đó Nhìn anh ta rất khó đoán tuổi có thể 30, mà cũng có thể 50. Gương mặt anh ta gầy chót, rúm gió, tàn tạ, như một cái bị cói rách, lăn lóc ở các đống rác. Anh ta cao lòng khỏng, tay chân thẳng luồn đuỗn, đen cháy, chỉ toàn da, ngân với xương. Trên người, tứ thời một mớ rẻ rách thay cho quần áo. Lúc đầu mình cứ tưởng anh ta bị câm, vì suốt ngày ít khi thấy anh ta mở miệng, dù là chỉ để nhích mép cười thật ra anh ta chỉ là người quá ít lời gặp ai trong trại cả cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân anh ta đều cúi chào cung kính nhưng không chuyện trò với bất cứ ai nhưng không hiểu sao ở con người anh ta có một cái gì đó làm mình đặc biệt chú ý cứ muốn làm quen nhiều lần mình định bắt chuyện nhưng anh ta nhìn mình với ánh mắt rất lạ rồi lảng tránh sau khi đã cúi chào cung kính hầu như tất cả các trại viên kể cả những tay hung dữ nhất cũng đều thương anh ta những trại viên được gia đình tiếp tế người để dành cho anh tái viên kẹo miếng bánh người cho điếu thuốc ở trại anh ta có một đặc quyền không ai tranh được mà cũng không ai muốn tranh đó là khâm liệm tù chết mỗi lần có tù chết giám thị trại đều cho gọi thằng khùng tên họ đặt cho anh ta vào giao cho việc khâm liệm với bất cứ trại viên chết nào kể cả những trại viên đã từng đánh đập anh ta anh ta đều khâm liệm chu đáo giống nhau anh ta nấu nước lá rừng tắm rửa cho người chết kỳ cọ ghét trên cái cơ thể lạnh ngắt cứng queo với hai bàn tay của người mẹ tắm rửa cho đứa con nhỏ lúc tắm rửa kỳ cọ miệng anh ta cứ mấp máy nói cái gì đó không ai nghe rõ anh ta rút trong túi áo một mẩu lược gãy chải tóc cho người chết nếu người chết có tóc anh ta chọn bộ quần áo lành lặn nhất của người tù mặc vào rồi nhẹ nhàng nâng xác đặt vào áo quan được đóng bằng gỗ tạp sơ sài. Anh ta cuộn những bộ áo quần khác thành cái gói vuông vắn đặt làm gối cho người chết. Nếu người tù không có áo sống gì, anh ta đẽo gọt một khúc cây làm gối. Khi đau hẳn tất những việc trên, anh ta quỳ xuống bên áo quan, cúi hôn lên trán người tù chết và bật khóc. Anh ta khóc đau đớn và thống thiết đến nỗi mọi người đều có cảm giác người nằm trong áo quan là anh em máu mụ ruột thịt của anh ta. Với bất cứ người tù nào, anh ta cũng khóc như vậy. Một lần, giám thị chạy gọi anh ta lên. Thằng tù chết ấy là cái gì với mày mà mày khóc như cha chết vậy? Anh ta chấp tay khúm núm thưa. Thưa cán bộ, tôi khóc vờ ấy mà. Người chết mà không có tiếng khóc tống tiễn, thì vong hồn cứ luẩn quẩn trong trại. Có thể nó tìm cách làm hại cán bộ. Lúc hắn còn sống cán bộ có thể trừng trị hắn nhưng đây là vong hồn hắn cán bộ muốn xích cổ cũng không xích được thằng khùng nói có lý giám thị trại mặc cho nó muốn khóc bao nhiêu thì khóc nhưng mình không tin là thằng anh ta khóc vờ lúc khóc cả gương mặt vàng úa nhăn nhúm của anh ta chan hòa nước mắt cả thân hình gầy guộc của anh ta run rẩy mình có cảm giác cả cái mớ rẻ rách khoác trên người anh ta cũng khóc trong tiếng khóc và tiếng và nước mắt của anh ta chan chứa một niềm thương xót khôn tả. Nghe anh ta khóc, cả những trại viên khét tiếng lì lợm, chai sạn, đầu chảy đi thớt mặt bù lon cũng phải rơm rớm nước. Chỉ có nỗi đau đớn chân thật mới có khả năng xuyên thẳng vào trái tim người. Mình thường nghĩ ngợi rất nhiều về anh ta. Con người này là ai vậy? Một thằng khùng hay người có mối tử tâm lớn lao của bậc đại hiền? Thế rồi một lần, mình và anh ta cùng đi lùa trâu xuống con sông gần trải cho đầm nước. Trời nóng như dội lửa, bãi sông đầy cát và sỏi bị nóng rang bỏng như than đỏ. Trên bãi sông mọc độc một cây mụ già gốc sần sùi, tán lá xác sơ, trải một mảng bóng dâm bằng chiếc chiếu cá nhân xuống cát và sỏi. Người lính gác ngồi trên bờ sông dốc đứng, ôm súng chú nắng dưới một lùm cây. Anh ta và mình phải ngồi chú nắng dưới gốc cây mủng canh đàn trâu ngụp lặn dưới sông. Vì mảng bóng dâm quá hẹp, nên hai người gần sát lưng nhau. Anh ta bỗng lên tiếng trước, hỏi mà đầu không quay lại. Anh Tuân này, không rõ anh ta biết tên mình lúc nào. Sống ở đây anh thèm cái gì nhất? Thèm được đọc sách. Mình buột miệng trả lời, và chợt nghĩ có lẽ anh ta chưa thấy một cuốn sách bao giờ. Có thể anh ta cũng không biết đọc biết viết cũng nên. Nếu bây giờ có sách, thì anh thích đọc ai? Anh ta hỏi. Voltaire. Một lần nữa mình lại buột miệng và lại nghĩ. Nói với anh ta về Voltaire thì cũng chẳng khác gì nói với gốc cây mụng mà mình đang ngồi dựa lưng. Nhưng nhu cầu được chuyện trò bộc bạch với con người nó cũng lớn như nhu cầu được ăn, được sống. Nhiều lúc chẳng cần biết có ai nghe mình, hiểu mình hay không. Đó chính là tâm trạng của anh công chức nát rượu Mermelatov bất chợt nói lên những điều tủi hổ nung nấu trong lòng với những người vớ vẩn trong một quán rượu tồi tàn mà Dostoevsky miêu tả trong tội ác và trừng phạt anh ta ngồi bó gối mắt không rời mặt sông lóa nắng hỏi lại trong các tác phẩm của Voltaire anh thích nhất tác phẩm nào mình sửng sốt nhìn anh ta và tự nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ một người nào khác đã ngồi thay vào chỗ anh ta mình lại liên tưởng đến một cậu làm việc cùng phòng hồi còn ở đài phát thanh, tốt nghiệp đại học hẳn hoi, đọc tên nhạc sĩ Chopin là Chopin. Mình trả lời anh ta, tôi thích nhất là Candide. Anh có thích đọc Candide ngay bây giờ không? Không đợi mình trả lời, anh ta nói tiếp, không phải đọc mà nghe, tôi sẽ đọc cho anh nghe ngay bây giờ. Rồi anh ta cất giọng đều đều, đọc nguyên bản Candide. Anh đọc chậm rãi, phát âm chuẩn. Và hay như mới trao cố người Pháp, thầy dạy mình ở trường Providence. Mình chân chân nhìn cái miệng rúm gió, răng vàng khè, đầy bựa của anh như nhìn phép lạ. Còn anh ta, mắt vẫn không rời dòng sông lóa nắng, tưởng chừng như anh ta đang đọc thiên truyện Candide, nguyên bản, được chép lên mặt sông. Anh đọc đến câu cuối cùng, thì ở trại cũng vang lên từng hồi báo đến giờ lùa trâu về chạy người lính gác trên bờ cao nói vọng xuống hai đứa xuống lùa trâu nhanh lên chúng mình lùa trâu lên bờ đi anh nói lội ra đến giữa sông mình hỏi anh ta anh là ai vậy anh ta cưỡi lên lưng một con trâu vừa vung roi xua những con trâu khác trả lời tôi là cái thanh ngang trên cây thập tự đóng đinh chúa rồi anh ta tiếp Đừng nói với bất cứ ai chuyện vừa rồi Giáp mặt người lính canh Bồn lại anh ta thay đổi hẳn Ngu ngơ đần độn như thường ngày Cuối mùa đông năm đó Anh ta ngã bệnh Nghe các chạy viên kháo nhau Mình mới biết Thằng chuyên gia khâm liệm E đi tong Thế là nếu bọn mình ngoẻo Sẽ không còn được khâm liệm tự tế Và chẳng có ai khóc tống tiễn vong hồn Những người tù nói Giọng buồn Mình gặp giám thị trại Xin được thăm anh ta Giám thị hỏi Trước kia anh có quen biết gì thảo này không? Mình nói thưa cán bộ không, chúng tôi hay đi lùa châu với nhau, nên quen nhau thôi. Giám thị đồng ý cho mình đến thăm, có lính đi kèm. Anh ta nằm cách ly trong gian lán dành cho người ốm nặng. Anh ta nằm như dán người xuống sạp nằm, hai hốc mắt, sâu trũng, nhắm nghiền, chốc chốc lại lên cơn co giật. Mình cúi xuống sát người anh ta, gọi hai ba lần, anh ta mới mở mắt chăm chăm nhìn mình. Trên khóa môi rúm gió như thoáng một nét cười. Nước mắt mình tự nhiên trào ra, rơi lã trã xuống mặt anh ta. Anh ta thẻ, lưỡi, liếm mấy giọt nước mắt rơi trúng vành môi. Anh ta thèo thảo nói. Tôi ở lại, mình đi đây. Đưa bàn tay đây cho mình. Anh ta nắm chặt bàn tay mình hồi lâu. Một tay anh ta dở dẫm mới rẻ dạ rách khoác trên người, lấy ra một viên than củi, được mài tròn nhẵn Nhân viên phấn viết Với một sức cố gắng phi thường Anh ta dùng viên than viết vào lòng bàn tay mình Một chữ nho Chữ nhẫn Viết xong Anh ta hoàn toàn kiệt sức Đánh rơi viên than Và lên cơn co giật Người lính canh dẫn mình lên giám thị trại Với bàn tay có viết chữ nhẫn ngửa ra Người lính canh ngờ rằng Đó là một ám hiệu Giám thị hỏi Cái hình nguyệt ngoạc này có ý nghĩa gì anh mà không thành khẩn khai báo tôi tống cổ anh ngay lập tức vào biệt giam mình nói thưa cán bộ thật tình tôi không rõ anh ta chỉ nói tôi vẽ tặng cậu một đạo bùa để xua đuổi bệnh tật và tà khí nghe ra cũng có lý giám thị chạy tha cho mình về lán kể đến đó nguyễn tuân chật mở lòng bàn tay phải nhìn năm đăm như muốn tìm lại dấu vết chữ nhẫn rồi lắc đầu nói như chỉ cốt cho mình nghe ngay cả trong tác phẩm kỷ niệm ngôi nhà những người chết cũng không có được một nhân vật như vậy. Tuân Nguyễn cho tôi biết về Hà Nội đã được gần một tháng. Tôi nói thế mà đến hôm nay cậu mới gặp mình tệ quá. Vừa đặt chân xuống Hà Nội mình đã nghĩ về cậu, Tuân nói, nhưng nghĩ lại thấy chưa nên. Cậu đang gặp khó khăn, mình lại về tụ bả với cậu sẽ không hay cho cả hai. Tiền đường mình ghé vào nhà vợ chồng Tạ Vũ. Vừa trông thấy mình cả hai đều khóc Vợ tạ vũ nói Anh cứ ở lại đây Chúng ta rau cháo nuôi nhau Nhưng có lẽ mình phải tìm một chỗ ở khác Cuộc sống của vợ chồng tạ vũ cũng quẫn quá Hai vợ chồng Ba đứa con chui rúc trong cái túp Chỉ hơn chục mét vuông Và gần như sống trên một đống rẻ rách Sắp đứng lên ra về tôn Nguyễn như chợt nhớ điều gì Ơ này Cậu có đồng tiền vàng nào không Tôi ngạc nhiên Đồng tiền vàng nào? Thì đồng tiền vàng ấy mà. Cuối cùng, đến hôm nay mình vẫn chưa được biết mặt mũi nó thế nào. Tôi bật cười, mà hai mắt cay lẻ. Tôi ôm lấy đôi vai lục cục những xương của bạn, nói. Chán quá, mình không có. Một ước muốn nhỏ nhoi như vậy, mà mười năm không thực hiện được thì kệ ra cũng vui thật. Cuộc đời vui quá, không buồn được. Tôi ngâm to câu thơ của chính cậu ta làm. Nhưng mình nhất định sẽ lùng cho cậu hẳn một chục đồng tiền vàng Xem thoải mái Lần này không phải chỉ để xem Tôn nói Mà mình sẽ dùng Được hẳn một chục đồng thì còn gì bằng Mình lại sắp lấy vợ Lấy vợ? Mới một tháng trở về với cõi tục Mà cậu đã tìm được vợ thì tài thật Không phải cái cô mà cậu gọi nhầm tên ấy chứ Người mình định lấy chắc cậu cũng biết Ai thế? Phương Thúy, con cụ Hoài Trân, một trong hai tác giả cuốn thi nhân Việt Nam. Phương Thúy thì mình biết quá, làm thơ dạy đàn tam thập lục ở Nhạc viện Hà Nội, nhưng chồng cô ta là một tiến sĩ vật lý danh tiếng cơ mà. Phương Thúy vừa làm xong thủ tục ly dị. Bỏ một tiến sĩ vật lý danh tiếng để lấy một anh tù vừa được tha sau 10 năm. Tôi cười to, ngay cả thiên tài như đốt cũng không nghĩ ra được một tình huống cắc cớ đến như vậy. Tuân Nguyễn và Phương Thúy lấy nhau sau đó một tháng. Thúy đem tất cả số tiền dành dụng được, rồi bạn hữu gom góp thêm mua một gian buồng 6 mét vuông gần ga hàng cỏ. Bạn hữu xúm lại vây tổ ấm cho cặp vợ chồng muộn màng. Người góp nổi, người góp son, bếp dầu, chén bát, bàn viết, ghế ngồi, giá sách, giường, bằng gỗ tạp. Họa sĩ Chu Hoạch góp một bước chân dung đốt, treo trước bàn viết Tôi và họa sĩ Huy Quang chở từ nghi tàm lên mấy cây tre, đóng một cái chạn để bắt đũa xoong nổi. Gian buồng tuy hẹp nhưng xem chừng cũng tương. Ngày còn ở trại, Tôn Nguyễn học thêm được nghề đánh các ni. Tôn cùng một người bạn, nhà thơ cũng thất cơ lỡ vận tên là Lương Vĩnh, đi đánh các ni thuê. Ngày đánh các ni cũng kiếm được ngày hai bữa gạo. Tôn nói với tôi, chỉ sợ mỗi làm nghề này lâu nó nhiễm vào văn chương thì bỏ mẹ. Tôi lại bắt tay vào ghi chép và chuẩn bị làm lại cuốn tiểu thuyết dở dang. Nhưng cậu ta không còn có cái háo hức, say mê như 10 năm trước đây. Nhiều lúc tôi đến thăm, bắt gặp Tuân nằm thử trên giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, mặt buồn rời rượi. Trên bàn viết tập giấy trắng, cuốn sổ tay nằm trọng trơ với quản bút. Một hôm chỉ có hai đứa với nhau tôi hỏi. Cậu có hạnh phúc không? Tuân một tay chống má, ánh mắt lơ đãng khẽ lắc đầu, trả lời giọng xa vắng. Mình đang định nghĩa lại hạnh phúc. Mình như người ngủ và đang mơ một giấc mơ quá đẹp. Bỗng có người dựng cổ mình dậy một cách thô bạo. Cho đến lúc này mình vẫn bàng hoàng chưa tỉnh hẳn. Điều cảm nhận trước tiên sau khi bị lôi ra khỏi giấc mơ là trong người mình có cái gì đó dạn vỡ, gãy nát, giống như một thứ đồ chơi trẻ con, ruột bị gãy, mất bánh xe, đứt mất cái dây cót. Hình dáng bên ngoài vẫn còn đấy, nhưng không cử động được nữa. Uh,